Sau kỳ nghỉ Tết, hôm nay, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Văn Lâm đã bắt đầu trở lại làm việc trong trạng thái mới và thực hiện nghiêm yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc công nhân tỉnh ngoài phải được xét nghiệm trước khi vào nhà máy. Năm nay, buổi khai xuân của công ty trách nhiệm hữu hạn Toco Việt Nam ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được tổ chức khác với mọi năm. Để đảm bảo giãn cách, công ty tổ chức buổi khai xuân ngay tại khoảng sân trống trước khu vực sản xuất. Sau buổi khai xuân, gần 150 công nhân tỉnh ngoài, chủ yếu ở Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, ngoài việc nộp lại tờ khai lịch trình đi lại dịp Tết, sẽ được đăng ký để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Chúc mừng năm mới! Tất cả các cái kinh phí về xét nghiệm cho cán bộ nhân viên là doanh nghiệp cho là người lo toàn bộ cái chi phí đó. Việc đó là doanh nghiệp rất là tán thành để đảm bảo cái việc phòng dịch nó tốt hơn. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên ở thị trấn Như Quỳnh dự kiến ngày 20 tháng 2 mới bố trí 35 chuyến xe đón hơn 1.000 công nhân ở Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng trở lại làm việc. Tuy nhiên, công ty đã chuẩn bị sẵn sàng khu vực ký túc xá để đưa công nhân tỉnh ngoài về lưu trú, tạm cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Theo ghi nhận, sau kỳ nghỉ Tết có hàng ngàn công nhân ở tỉnh ngoài đang đổ về Văn Lâm để làm việc. Riêng trạm y tế xã Đình Dù đã làm việc hết công suất trong chiều tối ngày 16 tháng 2 và sáng ngày 17 tháng 2 để tiếp nhận công nhân từ tỉnh ngoài về khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Đáng lo ngại trong đó vẫn có hàng chục người từ vùng dịch tỉnh Hải Dương đến khai báo. Tất cả những trường hợp ở Hải Dương đến khai báo y tế, thứ nhất là cho quyết định cách ly ngay 21 ngày. Chúng tôi sẽ lấy mẫu 16 trường hợp từ Hải Dương, trong đó có 3 trường hợp ở huyện Cẩm Giàng. Ước tính huyện Văn Lâm có hơn 20.000 lao động tỉnh ngoài trở lại địa bàn làm việc sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Kiểm soát các đối tượng này và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trước khi cho vào nhà máy sản xuất đang là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của huyện cũng như các doanh nghiệp. Thì với các cái công nhân lao động đến từ vùng dịch, đến từ Hải Dương, đến từ xã Yên Phú là sẽ chưa tiếp nhận trở lại làm việc. Thế và đến từ các cái tỉnh ngoài của Hưng Yên thì sẽ yêu cầu là phải xét nghiệm y tế, và khi nào mà có kết quả âm tính thì mới nhận trở lại làm việc. Thế và chủ doanh nghiệp sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cái việc mà thực hiện những cái quy định này. Dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhất là ở các tỉnh lân cận Hưng Yên. Vì vậy, việc nâng cao một bước phòng chống dịch là rất cần thiết. Tuy nhiên, sớm tổ chức xét nghiệm cho các công nhân tỉnh ngoài, sớm công bố kết quả cũng là việc làm cần phải tiến hành ngay và là biện pháp hữu hiệu để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển sản xuất.